Xin chào mọi người, mình tên Nguyễn Đức Thắng. Hôm nay mình và em mình sẽ làm món chiếc bánh chuối. Này nhóc, lấy cái khác thôi. Cái đấy thì nặng quá, nhóc lấy cái nào mỏng mỏng thôi. Được rồi, nguyên liệu của chúng ta cũng có một quả chuối này. Mình sẽ bóc nó ra. Tiếp theo là một cái ớt cho nó sạch. Bóc chuối. Một chuỗi. Được rồi thì nó mình sẽ vứt xong. Đây là một con dao. Em đưa cho anh để anh làm những vụ nguy hiểm lắm. Chúng ta sẽ cắt nó ra, chép. Mình sẽ chém. Mình sẽ cắt nó ra. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ chín nước cốt dừa vào. Trời ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho quả chuối vào. Nhưng mà khi các bạn làm những vụ này thì các bạn nên chuẩn bị đã. Nhưng mà khi nó đe sức của mình, nó hơi ít, thế nên khi như vậy thì mình sẽ dầm nó và tiếp theo cho thêm nước cốt dừa. Không nên cho nhiều quá, nó sẽ bị ngấy, ăn sẽ không ngon lắm. Sau khi xong các bạn hãy dầm nó ra, trộn nó lên. Các bạn cứ dầm đến khi nào nó hết rồi thì thôi. Nếu như bạn nào thích làm thì các bạn tự làm thử, ăn sẽ rất là ngon nhé. Từ bây giờ mình sẽ cho em mình ăn thử. Ngon không? Đó, tạm biệt. Trước khi tạm biệt các bạn, tôi cũng sẽ ăn thử một miếng xem nào. Ngon quá. Tạm biệt và các bạn. Tạm biệt các bạn.